Hi, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ cùng khui hộp sóc bông Thái mới về nghe. Đây, về được mấy bé ngoan, hiền, không phóng nhát nghe. Màu thì bao đẹp. Đó. Sóc bông Thái nha các bạn. Màu nó sẽ sáng hơn sóc bông Việt Nam. Đây là loại bông Thái thường nha các bạn. Một bé vô con. Ấm tới mức mà bỏ không đi luôn á. Các bạn thích bé to to hơn cũng có luôn nghe, cũng hiền queo. Con tính tiền mặt gấu luôn nha các bạn, nhìn kỹ nè. Đó. Wow. Hai bé. Nó đẹp miên man. Các bạn nào mà có bông Việt rồi thì mình mua thêm bông Thái chơi nghe. Cho đủ bộ. Đấy. Bông Thái baby màu sáng đẹp. Mặt gấu mặt ngắn luôn nghe. À. Giá nó sẽ mềm hơn sóc bông Việt Nam nha các bạn. Nhớ đặc biệt là mua bên shop thì được tặng xích. Tặng kèm bộ xích vòng cổ nha. Còn đây, hàng VIP hơn các bạn. Sóc bông Thái màu. Thì chúng ta tới bé màu hai màu đi. Màu quá rực rỡ luôn. Nhìn trên nền đen nè. Bé này bé cái nha các bạn. Đó. Quá xa đẹp. Cỡ này về rút sữa dắt đi chơi là vô tư. Bao thuần luôn nha. Mấy bé nữa. Vô. Vô đi con. Sóc mình cứ bám trên tay không muốn đi luôn á. Tiếp tục bé to hơn, các bạn thích size to có luôn nha. Size to nhưng vẫn ngoan hiền. Đây là sóc ở trại nuôi. Không phải sóc ở rừng như ở Việt Nam. Sóc bông Việt Nam bên mình thì vẫn là sóc baby thôi. Đó, màu sắc rực rỡ. Chỉ có thể là sóc bông Thái hai màu. Màu cam luôn. Bé này khi lớn lên có thể lột hết ra thành một màu như cái đuôi của nó nha các bạn. Còn có thể được gọi là sóc bông Thái hồng luôn đó. Bao hiền đẹp. Đó là màu hồng phấn nha. Này ra nắng là màu còn rực rỡ nữa. Từ từ lát cho uống sữa con. Tiếp đến một Thái nữa. À. Thái tử đuôi bung luôn. Hôm nay một bạn nào không lấy là mình lấy mình nuôi chơi đó. Nhà đang thiếu một bông Thái để trưng. Vô con, vô lòng đi con, xíu cho ăn. Đẹp mê hồn luôn không? Đấy. Một bé nữa. Bé này to to nè. Ồ nè, mà đuôi chưa bung. Nó chỉ là ham uống sữa thôi. Đúng tới mức mà nó mập lên hơn các bạn khác. Được luôn, chưa bung đuôi. Không nhát chạy nha các bạn. Bông Thái bên shop thì yên tâm. Bao màu đẹp mà không có phóng nhát. Bạn nào thích hiền dịu hơn mà cũng rực rỡ. Sóc lửa. Chỉ một bé duy nhất đỏ lửa luôn. Nó sẽ khác bông Thái thường nha. Khi lớn nó đỏ rực luôn như sóc lửa của Việt Nam á. Nhưng là sóc Thái nên giá không có cao như sóc lửa Việt Nam nha các bạn. Ok, chỉ có 9 bé thôi nha. Tranh thủ qua mua sớm nha. Các bạn nhớ theo dõi kênh YouTube của Bé Shop. Xin chào các bạn.